vực sâu tối thăm, con kêu cầu người thương trông đến. Chúa ơi lắng nghe lời con tìm nhắn Chúa thiết tha ngài ban. Nhưng vì đời con lắm phen đã không tròn lời cam kết xưa, Chúa ơi chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng người thương. Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều tình không biên giới. Hàng ngày tuổi xuân trọn dài đây, con tim dương máu tâm thân gầy héo, tình con hững hờ, con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này, người thương con đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tròn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tim giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiếng ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hồn tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi, như vô câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống này bao năm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiện linh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Thank you.
người chơi đàn rất là giỏi, và đó là lý do ông mới quen bác gái. Và thưa quý vị, cái tinh thần của người nghệ sĩ trong gia đình đã khiến ông đã làm được gia đình của ông là một gia đình hạnh phúc. Và trước khi mất, cách đây 7 năm, ông đã làm được thành tích mà chúng tôi là những người bạn thấy đó là một thành tích hết sức là đặc biệt. Ông bị stroke, phải vào nhà thương và hôn mê. Mà bác sĩ nói rằng là gia đình chuẩn bị hậu sự. Nhưng ông còn đang tiến trình bảo lãnh cho hai người con cuối cùng đang ở Việt Nam. Tiến trình đó đã được 10 năm rồi, sắp sửa vào giai đoạn cuối để phỏng vấn được sang Mỹ. Không hiểu như thế nào, trong sự hôn mê, bác Tâm vẫn cố gắng để sống. Bởi vì vẫn còn sống thì hồ sơ mới tiếp tục. Và thưa quý vị, bác đã cố gắng. Cả năm sau, hồ sơ mới được hoàn tất. Và đến khi hai người con sang đến Hoa Kỳ, bác vẫn cứ hôn mê, nhưng đã mang được con đến Mỹ. Và bây giờ tất cả đại gia đình đoàn tụ ngày hôm nay. Thưa quý vị, không biết ơn trên, không biết những cái suy nghĩ nào của một người đã nằm ở trong một tình trạng như thế, vẫn đã cố gắng để làm một việc cuối cùng là bảo lãnh cho hai người con sang Mỹ. Thưa quý vị, ngày hôm nay anh Trần Thanh Quang có một người bạn cùng lớp ở trung học Ngọc Cần. Bác Tâm đã biết anh rất là rõ, và bác cũng là người chơi đàn, bác là người biết đàn. Hôm nay xin với quý vị cùng theo dõi tiếng đàn Tây Văn Cầm của anh Hậu, là người bạn thân của anh Quang từ Việt Nam, đã biết rõ gia đình. Và hôm nay anh Hậu sẽ đàn bài Ave Maria để tặng cho bác Tâm. Xin được mời anh lên đây đại diện gia đình có đôi lời cảm tạ cùng toàn thể quý vị. Xin kính thưa ông bà, thì sao hội đoàn hướng đạo và chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình cùng các bạn Hồ Cẩn. Qua lời của anh Nam thì gia đình chúng tôi đã được thể hiện cái niềm hạnh phúc tràn đầy của một người bố, người cha rất là đạo đức để dành lại cho cái dành cho cái gia đình của mình. Chúng tôi là chứng nhân của một cái sự gọi là may mắn mà ơn phúc của ông để lại. Có nghĩa là cá nhân tôi và một người em gái còn lại ở Việt Nam đã làm giấy tờ rất là lâu rồi. Và mỗi lần người em trai út mà gọi điện về là dùng cái chữ là hồn vía lên mây hết. Là không biết là em sẽ báo cái gì, là thì là lập tức chấm dứt ngay những cái thủ tục đó. Nhưng ông đã kiên trì cố gắng và chiến đấu trong cái cuộc sống để anh em chúng tôi đoàn tụ hoàn toàn. Và thêm một năm nữa, và sau đó
hiện nay ông đã qua đời và để lại cho chúng tôi, trong chúng tôi một niềm tiếc thương vô hạn. Trong khung cảnh buổi lễ tiễn biệt ngày hôm nay, chúng tôi vô cùng cảm kích và tri ân quý vị đã không quản đường xá xa xôi và dành thời gian đến gia đình chúng tôi viếng, chia buồn và góp lời cầu nguyện cùng hương hồn của ông Phêrô Trần Văn Tâm là chúng tôi cũng không quên bạn bè thân hữu, bà con nội ngoại ở Việt Nam và ở các bang khác ở Hoa Kỳ đã gọi điện để chia buồn. Một lần nữa chúng tôi xin cảm tạ và chân thành cảm ơn, nguyện xin ơn trên ban xuống tràn đầy cho quý vị ơn an lành, sức khỏe và hạnh phúc xuống trên quý vị. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Và giờ đây lời hỏi cuối cùng trong cái lễ tiễn biệt này, mẹ các con các cháu xin kính cẩn chào và có tình yêu thương ở đây có được xin chúa tất cả các anh chị em đâu trong có lòng tự bi
Step. 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 Step.